nay 11 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang, sinh năm 1996 và Nguyễn Phạm Văn Tài, sinh năm 1999, cùng ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, Công an xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng đi xe máy đến tiệm game bắn cá trên địa bàn rồi tự xưng là công an đến kiểm tra. Sau đó, hai đối tượng đã nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game mang tất cả tài sản để ra phía trước rồi lấy đi. Lúc này, hai đối tượng còn bắt một người đàn ông trong tiệm game trở đi. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Hiệp tiến hành xác minh, triển khai lực lượng truy bắt hai đối tượng trên. Quá trình bắt giữ hai đối tượng, cơ quan chức năng đã tạm giữ 46 triệu đồng, 6 điện thoại di động, một khẩu súng tự chế, một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự và nhiều loại giấy tờ khác. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản.